chào bạn trong video này mình xin giới thiệu đến các bạn một ván đấu giữa hai kỳ thủ của việt nam đó là đào cao khoa đại chiến trường quý thắng trong ván đấu này đào cao khoa cầm đỏ đi tiên trường quý thắng cầm đen đi hậu diễn biến của ván đấu diễn ra như sau Đến đây thì Đào Cao Khoa đành buông cờ đầu hàng. Trần Quý Thắng cầm đen đi hậu đã giành chiến thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến. Và đừng quên để lại bình luận góp ý bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại chiến.com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.